Má giận con rồi hả? Con xin lỗi má. Tại con ta học lúc nào mà giờ này mới về hả Bảo? Coi mặt mày, quần áo kìa. Con đánh lộn nữa phải không Bảo? Dạ, tụi nó ăn hiếp con. Có anh kia bên con đánh tụi nó. Anh nào? Ở đâu? Dạ, ảnh đi rồi. Con không biết ảnh ở đâu nữa. Bảo, con không thương má phải không? Đi học mà sao cứ đánh nhau hoài vậy? Người ta đuổi học con rồi sao? Không phải tại con. Tụi nó cứ chọc con rồi kiếm chuyện đánh con chứ bộ. Má, mình nghèo người ta cũng ghét mình nữa ha má. Có khóc nữa mà. Để má, má sẽ đưa con xuống trường nói với cô. Không ai được làm nhục con của má hết. Khoa, con làm gì như ăn trộm vậy? Con đó, đi đâu suốt một đêm hôm qua tới bây giờ mới về? Con tưởng con lớn lắm rồi hả Khoa? Con không làm gì bậy bạ đâu, má đừng có lo. Không làm gì bậy bạ? Vậy tại sao ở trường đình chỉ học con hả? Má tới trường hỏi, người ta nói đã đưa cho con giấy báo rồi. Con cũng không đưa cho má. Con tự ý tự quyền quá rồi nha Khoa. Rồi bây giờ cái giấy đó đâu? Xé rồi đúng không? Thì quá sức mà. Bà nói với má đúng không? Làm như quan tâm tới con lắm vậy. Con nói gì? Con nói ai Khoa? Con nói ba. Nếu ba nghĩ tới con á thì ba không để con sống kiểu này. Kiểu này là sao? Con có thiếu thốn gì không Khoa? Con muốn nói gì? Nói rõ má nghe coi. Sống gì mà má một nơi, ba một nơi. Việc ai nấy làm. Con làm gì thì kệ con. Rồi ba má gặp nhau, câu trước câu sau lại gây lộn. Đó là chuyện người lớn. Chuyện của con là lo học hành cho tử tế. Đừng để ở trường người ta mắng vốn nhiều như vậy. Con không học nữa đâu. Cứ lúc nào nghĩ tới qua thương người khác là con học không được. Khoa, con không được như vậy nghe không? Thằng Khoa nó về cho em. Nó về rồi. Chuyện ở trường nó làm sao rồi? Mà giờ này còn ở nhà. Bị đuổi học luôn rồi hay sao vậy? Tôi lên rồi. Họ báo tôi biết học hành không tập trung, bài dở kém. Thấy nó suốt ngày cứ đá banh rồi đánh đáo. Em kêu nó ra đi để nói chuyện một chút. Thôi được rồi, có gì tôi sẽ nói với nó. Anh khỏi lo. Khỏi lo là sao? Nó bây giờ hư như vậy, em nói anh không lo hả? Hay em không muốn anh động tới nó? Con tôi để tôi dạy nó. Anh không biết do những điều anh gây ra thì anh khó dạy dỗ nó hả?
Cô nói như vậy là bây giờ tôi không có được quyền dạy dỗ con cái của mình hay sao? Tôi vẫn là ba của nó mà. Nó còn nhỏ, sao em cứ gieo vô đầu nó những chuyện vô bổ như vậy? Điển à, em vừa phải thôi chứ. Ba, con đủ lớn để biết chuyện gì xảy ra cho nhà mình. Ba không phải lớn tiếng với má con như vậy đâu. Ba con đi đâu vậy? Ba kể con. Bước dậy. Con kia. Khó xử à? Hay là để tôi vô nói với bà Năm trước cho Dượng ha? Thôi thôi thôi, để hôm khác. Ở chị Tam nè, sao tôi không thấy vợ con của thằng Hai Khang? Cái này con em tôi nó rành lắm nè. Đàn bà mấy ai chịu mở lòng vì chuyện này đâu. Vậy là còn vợ nó, nó dẫn con nó về bên ngoại ở vì chuyện Út Hiền rồi. Sai một ly là đi một dặm. Ủa, bà Năm, bà khỏe không bà Năm? Nó thấy có biết ai không? Tám đó hả? Dạ. Thấy cái bộ của bay là biết rồi. Vô sĩ nào chưa đó? Vì Năm chọc hoài. Con vô nhà đi, má con hút thuốc xong về liền. Lát con vô chùa ăn cơm với cô nha. Dạ, sư cô ơi, má con bệnh vậy có nặng không? Sao má con ho hoài vậy? Chắc không sao đâu con, hút vài lần thuốc uống là sẽ khỏe lại thôi. Con vô đi, nhanh lên đi con. Bảo. Ủa, anh Hoa, anh vô hồi nào vậy? Cũng mới tới à, đi lòng vòng không biết đi đâu. Tự nhiên cái thích vô đây kiếm em. Má em đâu rồi? Má em bị bệnh, mấy sư cô đưa má em xuống khám, hốt thuốc, chắc trễ lắm mới về, nên sư cô đưa em về trước. Má em bị bệnh gì? Bệnh ho, má em ho nhiều lắm, ho hoài à, mấy sư cô phải đưa đi khám. Cho anh ở đây một mình chắc anh chết sớm, buồn quá. Em cũng hay thiệt. Em quen rồi, mấy em nói hồi lúc em mới tới đây em còn nhỏ xíu à, chắc tại có mấy em nên em không thấy buồn. À, bữa nay thứ bảy, mai nghỉ học, có thích đi đâu chơi với tụi anh không? Đi đâu? Mà thôi, em phải ở nhà để má em về. Ở nhà kiểu này buồn chết. Nếu giờ anh về, em ở đây một mình rồi biết, buồn thấy mồ. Nhưng mà... Giờ còn sớm, đón xe ra ngoài với anh, chơi cho đỡ buồn, canh chuyến cuối rồi về. Mà rủi, người ta khám, rồi bắt má em nằm đó để coi sao. Thì tối nay em ở nhà một mình hả?
ngon lắm mày. Mày ngồi đó đi nha. Đi không? Rồi qua luôn. Qua đây. À, Gia Bảo mới xuống núi hả? Ngồi xuống đây. Chết mà bết. Thúi bà bết nhũng mày. Ủa, ai giờ bay? Con nhỏ đó. À, mà quên nữa, con nhỏ đó tên Ô Mai. Tôi quen nó ở ngoài chợ đó. Tôi thấy nó thích đi chơi nên tôi dẫn nó về đây để nhập băng với tụi mình đó. Tao đã nói là không được dẫn ai mà. Mày. Nhưng tôi thấy nó đứng ngoài chợ khóc. Tôi hỏi nó tại sao thì nó không nói. Tôi hỏi nó là nhà ở đâu. Nó không muốn về. Cho nên tôi... Ê, con nhỏ kia. Nhà mày ở đâu? Ba má mày là ai? Có mày chắc không phải là dân vùng này rồi. Mà mày biết làm chi? Tao không muốn về nữa, mày cần biết làm gì? Mày mấy tuổi? Nói chuyện kiểu này chắc là dân bụi đời thứ thiệt. Ai nói với mày tao là dân bụi đời? Mà thôi, sao tao phải nói với mày? Ở đây không có con gái. Mày dẫn nó đi chỗ khác đi. Thôi anh qua. Bạn ấy biết đi đâu? Kệ, để bạn ấy ở đây đi. Chỗ này cũng đâu có ai ở đâu. Tao hỏi mày mấy tuổi, sao không nói? Tao 10 tuổi. Mới 10 tuổi mà lớn lối. Tôi ngủ lâu chưa vậy? Chiều dữ rồi ha. Mấy người làm gì ngó tôi dữ vậy? Tụi tôi chờ bạn dậy để tụi tôi về đây. Về hết hả? Còn mình tôi ở đây sao? Anh Khoa, trời tối rồi, anh đưa em ra bến xe buýt đi. Em lấy áo đi. Anh đưa em ra bến. Rồi em vào một mình được chứ gì? Dạ. Ê nè, thiệt tình là chỉ còn mình tôi ở đây sao? Chứ gì nữa. Cái chỗ này chỉ để dành cho tụi tôi đến đây chơi thôi, chứ có đứa nào ở đây đâu. Không biết đi đâu á thì ở đây đi. Ở đây có ma không? Tôi sợ lắm. Ma quỷ gì, dám đi bụi rồi mà còn sợ ma. Đi. Ê nè, thiệt tình chỉ còn mình tôi ở đây sao? Mày dẫn nó vô đây á thì mày tự lo cho nó đi. Tụi tao đi về. Tao mà không về ngủ thì ngày mai sẽ nét xương với ba tao. Không được đâu. Trời ơi, thiệt tình cũng là mày không á. Mệt mày quá. Vậy sao anh Khoa? Có chừng hết chuyến là em khỏi về đó. Má em sẽ khóc đó. Vậy tao đi về trước nha. Tao cũng sợ ma lắm. Tao đi nha. Cái thằng này, mày đừng có gặp mặt tao nữa nha. Đi hết đi. Tôi ở đây một mình. Tôi có bà gì. Tôi chết, đừng ai ân hận. Đi đi. Ở đây sợ ma thì ra ngoài lọ xin người ta ngủ nhờ. Tôi á còn phải đưa em tôi ra bến xe để nó về nữa. Nhà nó xa lắm. Ra lộ tôi không ra ngoài được. Thôi được rồi, kệ tôi. Có ra lộ mua giùm tôi cái gì ăn. Tôi đói lắm rồi. Tôi làm gì có tiền. Tôi đâu cần tiền của anh đâu mà anh nói có hay không. Tiền ở đâu mà nhiều vậy? Bộ ăn cắp hả? Sơ, không dám đâu. Thank you.
dắt mấy em ở nhà lo lắng lắm anh Khoa ơi. Sao vậy? Đã vậy sao nãy mày không về luôn cho rồi? Nó thấy mai nó tội nghiệp, chỗ này chưa có đứa nào ở lại đâu. Nhà nó xa hả? Không phải dân ở đây à? Nhìn ăn bận gì giống ở chùa quá vậy? Thì nó chùa trên núi, má nó còn đang bị bệnh nữa. Vậy hả? Tôi cảm ơn Bảo nha. Nói vậy chứ hồi nãy ai cũng đi hết, tôi không có sợ đâu. Tôi mà sợ quá là tôi hết sợ luôn. Mà nè, ở đâu mà có nhiều tiền vậy? Nói thật nghe đi. Thì tiền của tôi không ăn cắp, móc túi ai là được rồi, thắc mắc hoài vậy. Giờ này là mấy giờ rồi ta? Không biết nữa. Thấy cô mà đi với đứa nào nắm đầu về hết. Ông giận lắm. Tụi tôi có dính dáng gì tới nó mà tại sao không phải bắt tụi tôi? Không nói nhiều mày. Đi. Con không sao chứ? Tụi nó không có làm con bị thương chứ? Mấy ngày qua có ăn đâu ở đâu hả con? Con nói không sao mà má hỏi hoài. Còn ở đó mà nói không sao nữa. Nói coi, tụi này nó dụ dỗ con phải không? Ai nói? Không phải đâu. Ở đó không phải. Con bị tụi nó dụ dỗ lấy tiền nhà mà đi chơi. Con tin nó chứ gì? Con nói không phải là không phải mà. Ba đưa nó vô phòng khóa cửa lại. Ba, hai bạn con không có làm gì mà ba. Con đừng cãi ba nữa con. Con đừng có cãi ba nữa. Má nói với ba một tiếng vô đi ba. Con đừng có cãi ba nữa mà. Ba, đi vô, đi lẹ đi con. Dụ dỗ con thì mà ba. Hai đứa mày nói nghe thử, tính dụ dỗ con gái tao để làm gì? Ai mà thèm dụ dỗ con gái không? Dữ dằn thấy mồ, tự nó gặp tụi tôi chứ bộ. Ừ, cứ cho là vậy đi. Bây giờ tụi bay muốn về nhà không? Được, tao sẽ chịu ý hai tụi bay. Đưa số điện thoại của ba má tụi bay đây, tao sẽ gọi đến đó. Không cần, tụi tôi tự đi về được. Chú chỉ muốn thấy hai đứa được về nhà an toàn. Vậy tốt nhất đưa số điện thoại đây. Chú sẽ giao tận tay ba má con, hai đứa cứ yên tâm. Dạ, vậy thì tụi tôi tự kiếm đường về được. Không cần phải nói với ba má tụi tôi chi. Chú nói là đưa số điện thoại đây, nghe không? Tôi đang giữ con của hai vị, tụi nó dám dụ dỗ con tôi ăn cắp tiền để đi chơi bời. Bây giờ mấy người đem 50 triệu tới đây để chuộc con về. Yên tâm đi, tụi nó còn ở đây. Nếu mà các vị hé miệng ra, đừng có trách của tôi. Vậy đi nha. Không dám. Ý mày. Thiệt là quá sức. Đã nói rồi, tầm 5 tầm 7 là có ngày mà.
Giờ phải làm sao hả anh? Nếu tụi nó không phải dọa mà tính làm thiệt thì sao? Lỡ có chuyện gì xảy ra với con mình thì... Còn thằng này, tới giờ gọi cho má mày rồi. Số của chùa đó, ông đừng có gọi cho má tôi. Nhà tôi nghèo lắm, không có tiền đâu. Nghèo thì tao tính theo nghèo, mà nghèo giàu gì cũng đâu có bằng con cái đâu con. Cho tụi bay chừa cái thối mới lớn mà mày đặt. Chị là Út Hiền phải không? Hiện tại tôi đang giữ con trai của chị. Thằng nhỏ vẫn khỏe, nhưng tôi e là nó sẽ không còn khỏe lâu nữa đâu. Chị đem 30 triệu tới đây để trả lại tôi. Số tiền đó nó đã dụ con gái của tôi. Nếu không, chắc là chị phải vớt nó ở khúc sông nào đó. Dĩ nhiên là không báo cho nhà chức trách nghe. Dạ Bảo. Bảo ơi con... Sư cô ơi, sư cô nhanh lên sư cô ơi. Ông ác lắm, ông giết má luôn rồi. Tao không giết ai hết, chỉ có tụi mày giết ba má tụi mày thôi. Ở nhà sung sướng không chịu, đua đồ ra đời sớm, mày đặt dụ dỗ con người khác. Muốn giang hồ thì tụi mày thấy giang hồ. Nhưng tụi tôi đã giúp con gái ông mà. Con gái của tao không cần ai giúp hết. Nó thông minh nhưng thật thà. Chỉ có tụi bay á dụ dỗ con gái của tao lấy tiền nhà để mà đi chơi bời. Mới bày lớn đã ghê gớm rồi. Mày dắt qua kia nhốt đi. Đi. Không. Lẹ lên mày. Ây da. Cô ra. Cô nói đi, cô muốn gì ở gia đình tôi? Điện, không phải như mày nghĩ đâu. Tao với anh Hải quyến rũ chồng của bạn bao nhiêu năm nay chưa đủ, bây giờ còn kiếm cách xen vô chuyện của con tôi nữa. Sao rồi? Làm mẹ một thằng chưa đủ, muốn nhảy vào làm mẹ con tôi nữa hả Hiền? Điện, tao đã nói không phải là như vậy. Bây giờ tao không thể nghĩ nhiều. Sao mày cứ bức bách tao vậy? Tội nghiệp mày quá ha Hiền. Mày đang tỏ ra đáng thương để kiếm tình thương của ai vậy hả? Mày đúng là con đàn bà chắc nết, đầy thủ đoạn. Nè, anh nói em có tội chưa? Tôi không im được nữa. Anh phải để tôi nói hết bao nỗi uất ức căm hận bao năm qua. Hiền, uổng công tao coi mày là bạn thân nhất, tình bạn mất chồng, người xưa nói không sai mà. Mày đừng ăn nói tùy tiện như vậy đi. Mày coi lại đi, ai mới là người tùy tiện? Chồng có không xài, đi xài chồng người khác, như vậy không là tùy tiện hả? Điện, mày quá đáng lắm rồi đó. Mày, ôi, Điện, em biết rồi hả? Phải, tôi điên rồi đó. Tôi điên vì hai người tráo trở, lừa dối tôi bao nhiêu năm nay. Tôi để yên để các người tự do đi lại, sao hai người có thể lừa dối tôi lâu đến vậy? Tôi có lỗi gì? Hoặc có chăng là cái lỗi tôi ngu si yêu anh, yêu cái con người phụ bạc như anh. Điện, mày câm miệng lại. Mày đừng mang nước mắt ra để kiếm tình thương của người khác. Đồ đàn bà hương thối, lăng loàn. Em im chưa? Khang, đánh đi, anh Khang. Má, mà dám đánh má hả? Má. Nhà Bảo. Khoa, con có sao không? Con có bị làm sao không? Nó có đánh con không hả? Người ta có đánh con không hả? Dạ không. Tụi nó có làm gì con không? Con bị đánh ở đâu vậy con? Đưa má coi coi. Thôi má, con muốn biết á, chuyện này là sao? Rốt cuộc con với nó là gì của nhau? Con có sao không vậy Bảo? Tay chân con có bị sao không? Con đi đâu mà ra cớ sự này vậy hả? Con muốn biết đúng không? Nó là em cùng cha khác mẹ với con đó. Hèn chi. Con không tin đâu.
Má, điều này là thiệt sao má? Má nói cho con nghe đi. Con à, đúng mà cũng không đúng. Chuyện dông dài lắm con. Là sao má? Con không hiểu gì hết. Sự thật là sao? Má nói cho con biết đi. Má nói đi. Nhà Bảo à, bây giờ má con mình về nhà rồi má sẽ nói nha. Sao được vậy má? Con? Vậy thì con đi luôn cho má vừa lòng. Bảo, 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 Hiền, Bảo, Út Hiền lại, Bảo, Út Hiền à, Bảo, Bảo, Bảo ơi, Út Hiền, Út Hiền, Hiền. Anh không lường hết sự việc sẽ tới mức này. Bây giờ phải làm sao đây không? Mọi lỗi làm đều do anh hết. Có trách thì phải trách anh đây. Tại sao bất hạnh lại giáng xuống đời em như vậy? Anh có lỗi với em suốt đời này Út à. Anh là người nhà của Nguyễn Thanh Hiền phải không? À, dạ đúng rồi cô. Anh tới phòng hành chánh làm thủ tục nhập viện và đóng viện phí giùm. Dạ, tôi đi liền. Là hai anh em. Lên đây tôi đưa đi bệnh viện. Coi chừng cái cẳng. Lỡ bị cưa là tôi không có chịu trách nhiệm đó. Ác dữ. Muốn chầu cẳng tôi bị cưa luôn hả? Lẹ đi. Người ta chửi cho. Rồi về nhà đi đó. Ừ về thì về. Út Hiền đây má. Má có thương con. Dẫn thằng cháu máy dẹt cho con đi má. Bảo ơi, con bỏ má đi đâu nữa rồi? Về với má đi con. Chịu đựng nổi nữa. Con thấy vực thẳm dẫn về âm u rất gần. Út Hiền,
sao em bỏ bệnh viện? Bác sĩ nói anh về đi, tôi có thể tự lo cho mình. Anh phải đưa em trở vô bệnh viện. Bác sĩ kêu là bệnh em rất nặng, có thể anh không phải lo lắng như vậy đâu. Giờ tôi chỉ có một mong muốn duy nhất, mà anh có thể giúp đỡ tôi, đó là anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, đừng để người ta sỉ nhục tôi. Tôi không còn sức chịu nổi sự cay nghiệt này. Đi, đi với anh. Mặc kệ ai nói cái gì, nhất định anh phải đem vô bệnh viện. Anh về đi, anh về liền giúp tôi đi. Hiền à, nghe anh lần này đi, em đừng có ngang bướng nữa, hãy lập tức tới bệnh viện liền giùm anh. Em làm gì mà tới nông nỗi này hả Hiền? Có bệnh trong người sao em không nói ra, để anh có thể giúp đỡ em hả Hiền? Anh về đi, không cần anh lo. Hiền, bây giờ em đang rất là mệt, có những chuyện của em đường anh không thể giúp ta được đã đâu. Đi qua, ta đi qua nhau trong hạnh phúc ban đầu. Anh đã biết những vướng mắc trong lòng của em rồi. Đi qua nhau, được, nếu em muốn biết anh sẽ nói cho em được rõ ràng. Đã nhiều năm nay anh muốn nói nhưng lại không đủ can đảm để nói ra. Chuyện thần giả bạo là do anh. Anh nói vậy là sao? Thần giả bạo liên quan gì đến anh? Đã từ lâu em muốn hỏi tại sao anh lại có nhóm ma quý hiếp cùng với Gia Bảo. Em thật sự không hiểu chuyện này. Em làm sao hiểu khi anh đã năn nỉ Thiện để anh giúp em được có con? Anh không muốn em thụ tinh từ một người xa lạ không rõ lai lịch. Anh xin lỗi, lẽ ra anh nên hỏi ý em. Anh không nên quyết định chuyện đó một mình. Anh xin lỗi em Út à. Út Hiền, được rồi, bây giờ em đã biết hết được mọi chuyện, đã nhẹ lòng rồi. Dù rằng đây là nguyên nhân đã làm cho má em chết tức tưởi trong nỗi dục. Để rồi một ngày ta đã mất nhau trong bao đua chen sóng gió. Nhưng anh phải hứa với em, sau này dù có chuyện gì anh cũng không được tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai. Anh về đi, em muốn được ở một mình. Không được, hôm nay dù phải dùng cái cách gì nhất định anh phải đưa em đi cho bằng được. Đi với anh, em phải đi với anh. Nghe anh đi Út à. Bảo trong lòng còn nói cô nghe, anh Khoa đâu, sao nó không chịu về vậy? Anh Khoa đang ở nhà. À không, anh Khoa với ông Hoa không chịu rồi. Tụi nó đi đâu? Con đó không làm gì thằng Khoa chứ? Dạ không, ông Hoa bị đau chân, chắc phải vô bác sĩ khám thôi. Cô, con nghe nói má con bị té xỉu hả cô? Ừ,
Đang tới đó thử cứ có chuyện gì không đây. Lúc đó cô không đi với má con hả? Tôi không có rảnh. Cô chờ con về. Anh về đi, tôi không muốn đi, bỏ tôi không được. Anh nhất định phải đưa em đi, không thể để như vậy hoài được. Cuối cùng chuyện là sao mà bây giờ ngồi khóc ở đây? Em không khóc nữa. Có ai cấm em khóc đâu mà. Hai người này kỳ thiệt đó nha. Bình thường tình cảm tốt vậy, giờ biết là anh em thì phải càng tốt hơn chứ sao. Không, coi kìa, mở miệng cũng y chang nhau nữa. Đúng là cùng cha mà. Không muốn làm anh em với tôi hả? Không phải. À mà phải. À mà không. Ý em không phải vậy. Anh cũng biết mà. Không muốn thì cứ nói. Có ai ép em đâu. Không muốn ở đây nữa chứ gì. Vậy đi. Đi đâu? Thì đi khỏi cái xứ này chứ đi đâu. Ở đây thêm một ngày thì càng thêm chán. Đi đâu cũng cho em đi chung với nha. Không. Cái chân hết đau rồi thì đi về nhà đi. Có con gái rắc rối lắm. Anh nghĩ lại coi. Ai đã cứu anh ra khỏi nhà? Tôi. Nên mới bị thương cái giò. Còn kêu người ta rắc rối này nọ nữa. Quá đáng mà. Ai cờ đi theo tụi tôi chi? Ui da. Yeah. Mà tôi không chạy theo để mấy người bị lạc hả? Hôm vừa bị bắt lại luôn á. Nữa, cãi nhau nữa. Mệt, chán thiệt. Ừ, chán thiệt. Tại sao bây giờ cái gì cũng thấy chán quá. Con đường ta đã đi qua. Gia Bảo. Ta đi qua nhau trong hạnh phúc ban đầu. Bảo. Con cảm ơn cô nhiều lắm. Hiền à, bệnh con đã chuyển nặng, con tuyệt đối không được coi thường. Bệnh của con chắc nó cũng tự hết thôi à. Mà nếu không hết thì con không được bi quan. Để cô đi kiếm Gia Bảo. Thôi cô, có thể bây giờ nó không thể chấp nhận được. Cô cứ để nó từ từ thích nghi với hoàn cảnh. Từ từ tới lúc không còn đủ sức nữa sao? Con cũng phải tự lo cho bản thân mình nữa chứ. Không phải chuyện gì cũng gắng gượng được đâu con à. Lỗi cũng do con hết. Con dù con có lỗi thật, nó cũng phải nghe con giải thích. Con cái mà bỏ cha mẹ đi trong lúc ốm đau bệnh tật, đứa đó là con bất hiếu. Con có bệnh mà giấu nó, không cho nó biết là lỗi của con. Con không nên giấu trong lòng, cứ nói hết ra cho thoải mái. Con sẽ thấy nhẹ nhàng. Con hiểu ý cô mà, phải không?
Tôi ra nước ngoài hơn 2 năm, bây giờ mới về tới. Không ngờ mọi thứ thay đổi nhiều quá, đồng thời có liên quan tới tôi. Nói chuyện này ra chắc cậu sẽ hận tôi lắm. Nhưng hôm nay tôi cần nói cho cậu biết tất cả về cô ấy. Tại sao có thể xin được gia bảo? Tôi biết chuyện anh bị kỷ luật sau cái lần mà tôi gặp anh. Nói gì thì cái điều đó cũng ngoài ý muốn của tôi. Lúc đó tôi chỉ muốn biết tại sao lại có sự trùng huyết như vậy. Bởi vì anh là người theo dõi sức khỏe và thai sản từ đầu của vợ tôi. Trưởng khoa của anh khi đó chỉ nghe tôi trình bày thôi. Ông ấy nói là sẽ làm việc lại với anh để hiểu vấn đề hơn. Sau đó nhiều việc và bao nhiêu chuyện xảy ra dồn dập, tôi không còn quan tâm tới cái gì nữa khác ngoài hành động và những phản bội của những người mà tôi yêu thương nhất. Bây giờ còn chuyện gì? Chuyện gì mà các người còn chưa cho tôi biết? Bây giờ nói đi. Hả? Giấu bao nhiêu năm rồi còn chưa đủ hay sao? Anh Đông à, anh bình tĩnh đi. Tôi tới đây là vì chuyện đó. Dù sao thì cũng lấy từ người khác, chỉ bằng lấy từ của tôi đi. Ông đang nói chơi hay nói giỡn vậy? Nè, tôi nói cho ông biết, chắc chắn Út Hiền với Mạnh Đông không có đồng ý chuyện này đâu. Tôi cũng đâu có nói sẽ cho họ biết. Ông nói rõ hơn coi. Tôi được biết vụ này, những thông tin gì người cho thì giữ bí mật mà. Chỉ cần ông coi tôi như một người hiến là được rồi. Ông không nói thì làm sao Út Hiền biết được? Không, không được. Ông từ bỏ ý định này đi. Với tư cách là một bác sĩ, à không, chỉ cần với tư cách là một người bạn của ông, Út Hiền và Mạnh Đông cũng không cho phép tôi có quyền làm chuyện này. Nè, ông đừng ép tôi làm chuyện sai quy tắc như vậy. Ở bệnh viện thì ông chỉ cần kiểm tra có đầy đủ sức khỏe, có bệnh tật và nhân thân tốt là được rồi mà. Vậy tôi đã nói không làm được chuyện này mà. Sao lại không được? Giờ tới lượt tôi rồi chứ. Ông tính làm chuyện đó thiệt hả? Tôi có nói giỡn đâu. Thôi, giờ làm gì nữa tôi nghe đi. Thiệt tình. Thật ra Hiền cũng mới biết chuyện của Hai Khang thôi. Chắc cổ cũng đã hoảng loạn khi không thể lý giải được chuyện này. Út Hiền chỉ nghĩ là của một người xa lạ. Và tôi cũng phải trả giá cho sự thiếu bản lĩnh của mình. Đã rất nhiều lần Út Hiền muốn hỏi tôi, và cũng nhiều lần tôi muốn nói cho cổ biết sự thật, nhưng tôi lại không có can đảm. Bi kịch của chúng ta bao lâu nay bắt nguồn từ sự sốt sắng ngu dốt của tôi. Tại sao? Tại sao không ai nói cho tôi biết cái chuyện này sớm hơn? Út Hiền hiểu cậu, biết cậu sẽ tổn thương nếu như biết mình. Cho nên cậu đã âm thầm làm như vậy, hy vọng là đem lại cho cậu một hạnh phúc làm cha. Sự dối trá đã thánh thiện mà, không đáng kết án phải không? Trời ơi, trời ơi, hóa ra tôi là một thằng chọc khốn kiếp. Trời ơi, sai lầm này làm sao tôi có thể trả cho hết đây?
xin lỗi cậu. Anh hai, tôi mới là người phải xin lỗi anh vì gia đình tôi, mà gia đình của anh phải chịu cảnh xào xáo bao nhiêu năm nay. Ai cũng đau khổ vì tôi. Tôi là một thằng đàn ông vô tích sự, đủ mọi điều. Cậu Đông à, mọi chuyện bây giờ đã sáng tỏ rồi. Bây giờ nếu thực sự muốn chuộc lỗi với Úc Hiền, cậu phải nhanh lên. Cậu đang trong tình trạng rất cần cậu đó. Một phút chần chừ sẽ không kịp nữa đâu. Anh hai, Úc Hiền, Úc Hiền đang làm sao hả anh hai? Úc Hiền bị lao lực rất nặng. Cậu quá khổ cực làm việc nuôi con, bây giờ kiệt sức vì bị tâm bệnh nữa. Đã vậy, Úc Hiền dứt khoát không chịu điều trị, và tôi cũng không còn cách nào khuyên cổ được. Trời ơi, tôi cũng không thể hiểu nổi cổ vì cái gì mà phải khổ sở đến như vậy. Một thời gian dài tôi đã dành để hận cổ. Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi sai lắm rồi. Anh hai, bây giờ tôi phải làm cái gì, làm cái gì để chuộc lỗi với cổ đây? Cậu Đông, thôi được rồi, bây giờ ngồi ở đây kêu than cũng chẳng có ích gì. Đông mà, cậu là người duy nhất có thể xoay dịu, chuộc lại lỗi lầm với cô Hiền giùm tôi. Không, bây giờ tôi cũng không thể nào biết được Úc Hiền có thể tha thứ cho tôi hay không nữa. Tôi không đủ tự tin, tôi không đủ tự tin vào chính bản thân của mình. Ủa Đông mà, nhưng mà anh hai à, dù sao bây giờ tôi cũng phải tới đó. Tôi phải tới đó, tôi muốn được ở bên cạnh Úc Hiền. Bây giờ tôi phải ở bên cạnh Úc Hiền, cho dù cậu có dùng nửa đời còn lại để hận tôi, tôi phải ở bên cạnh của cậu. Anh hai à, đi ngay đi cậu, đi đi, đi cậu. Cô ba, lâu rồi không gặp anh. Anh cũng không thay đổi gì nhiều. Tôi mới từ nước ngoài về, cô ba thì trái lại, thấy cô thay đổi nhiều lắm đó. Hy vọng là sự thay đổi không quá muộn. Anh em tụi tôi mới giải tỏa xong những đè nén bao nhiêu năm nay, để phải xảy ra những chuyện đau lòng. Mà thôi, để từ từ Mạnh Đông sẽ kể cho cô nghe tất cả. Em phải vô nhà lo cơm nước, mời anh ở đây ăn cơm với nhà luôn cho vui. Cảm ơn cô ba. Anh còn phải qua nhà Hai Khang, sau đó về nhà anh luôn. Đi lâu quá rồi chưa về thăm quê, thấy có lỗi quá. Dạ, vậy gặp lại anh sau nha. Úc Hiền, Úc Hiền ơi, Úc Hiền ơi, Úc Hiền, Úc Hiền ơi. Đây, em ra đi Úc Hiền. Em nhất định không tha thứ cho anh sao? Cuối đời này em không còn muốn nhìn mặt anh nữa sao? Úc Hiền,
anh xin đem đó, em tha thứ cho anh đi. Em phải tha thứ cho thằng chồng phu si này. Anh biết là anh sai rồi, anh cần rồi. Hiền, Hiền ơi. Đây, mà đón xe xong, em tôi đi về nhà một mình được đúng không? Sớm đi xe làm cho nhanh, đi xe buýt chừng nào mới tới. Đúng là con nhà giàu nói chuyện có khác. Nè em cầm đi, đừng ngại. Về nhà mua gì cho má em? Thì thôi em lấy đi. Em cảm ơn chị. Thôi, đi. Đi đâu nữa? Thì đi kiếm xe ôm cho nó về, không lẽ đứng đây. Sự xin lỗi, em đã quá mệt để lý giải hay đón nhận việc anh chấp nhận sự thật. Cho dù đến tận kiếp sau, em vẫn muốn được gặp và yêu anh. Một ngày ta đã mất nhau trong bao đua chen sóng gió cuộc đời, những dòng sông thấy không bình yên nữa, cướp mất đời ta trong nước mắt muộn màng. Em thèm cảm giác yêu thương và ấm áp của hai người biết mấy. Chắc là em không chờ được hai cha con nữa rồi. Ôm nỗi đau lặng lẽ giữ cô đơn. Em đã đi dù trong lòng còn tiếc nuối. Anh ở đâu, anh ở đâu, hãy đến bên em. Xa rất xa những con đường phía trước. Cô xin lỗi má. Mai mốt con không dám vậy nữa. Má tha lỗi cho con nha má. Má, má đừng có giận con nữa nha má. Cô xin lỗi má. Con có biết là má sợ lắm không? Con có biết là má chỉ có một mình con không thôi Bảo? Dạ biết. Cướp mất đời ta trong nước mắt muộn màng. Em đã đi một chiều mưa giông. Có ai ngờ con nhỏ phải chịu đựng nỗi khổ tâm lớn như vậy.
mà sao nó không chịu nói với ai một lời nào. Từ hồi được cưới về, chị đã phải chịu khổ sở rồi. Cho tới khi chị rời khỏi nhà mình, nỗi khổ đó vẫn đeo theo chị. Cho tới bây giờ, Út Hiền đã hy sinh cho con quá lớn, không có cách nào bù đắp. Con rất muốn rước má con cổ về, nhưng mà không biết là cổ có chịu hay không. Con đã hỏi thử ma con nó chưa? Thằng Bảo theo thằng Khoa nhà anh Hai Khang đi mấy ngày không về. Cổ Út Hiền thì cô không chịu gặp con. Cuối cùng là ba cũng hiểu ra lẽ phải. Sông có bao dung, mọi chuyện sẽ tốt đẹp biết bao. Vậy giờ bà không phản đối tôi đón con Hiền và gia đình thằng Hai Khang về chứ? Tôi còn lý do gì mà phản đối ông nữa. Chừng nào anh Hai đi đón chị Hiền với Gia Bảo, anh Hai kêu em đi với nha. Em rất muốn gặp chị lúc này. Nhớ nhà hả? Tự nhiên nhớ thằng Bảo. Tôi cũng vậy. Cái thằng lúc thì lóc chóc, lúc thì như ông cụ non, hỏi đủ chuyện. Anh em mà không thích nhau mới lạ. Thì cũng hay, tự nhiên có thằng em, té ra là em ruột mới hay chứ. Cười gì mà cười? Sao lại cười? Thì anh em nhận ra nhau thấy vui chứ sao. Tôi vô lây không được hả? Tôi khoái có em mà không có nè. Thôi, vậy chuyện nó đi. À nè, em đi như vậy, ba má em không lo sao? Ông bà còn bận nhiều chuyện, hơi sức đau mà để ý tới tôi. Lại xạo nữa rồi. Sao tôi phải xạo? Ba tôi là chùm cho dây ở đó, còn má tôi thì bận đi đánh ghen với bồ của ba tôi. Vậy cũng đủ mệt rồi. Thời gian nào mà quan tâm tới tôi, lâu lâu đi quậy, đi chơi cho thấy. Nhưng hôm bữa tôi thấy má em thương em thiệt tình, nhìn mắt bả là biết liền mà. Còn anh, có khi nào anh nhìn kỹ vô mắt má anh chưa? Đang nói chuyện nhà em, tự nhiên lái qua nhà anh chi? Tôi cũng đã nhìn vô mắt má anh rồi. Lúc bả gặp anh, tôi thấy bà mừng, bà rung luôn. Anh không biết sao? Biết vậy, nhưng... Anh giận ông già chứ gì? Như tôi nói đó, ba tôi ông tá lả hết. Không biết tôi có em ở đâu không? Nhưng đó là chuyện của người lớn. Miễn sao ba má tôi thương tôi là được rồi. Không mệt ghê á, tôi đi ngủ á. Ba má đẻ ra mình mà không thương thì thương ai được? Má, trời ơi, là má hết hồn, má lên trên đó thử coi. Chứ đứng đây ngập ngừng chi vậy? Ra ngoài đây, ngồi nói chuyện với má một chút. Con à,
Má không biết khi gặp chị Hiền con má phải sao nữa. Con cũng vậy. Lỗi của má con mình, đâu phải chỉ nói một lời xin lỗi là xong đâu. Nhưng mà dù sao á thì cũng phải bắt đầu từ chuyện xin lỗi trước. Còn tiếp nữa là gì thì tính sao đi má. Biết là vậy mà đâu có dễ. Má phải biết bắt đầu ra sao. Khó mở lời quá con này. Trước đây con ai vua theo bà Mén, toàn làm chuyện quá đáng với chị. Giờ gặp mặt chị con cũng ngại, nhưng không lẽ không gặp chị để xin lỗi một tiếng. Má, dạ mô Phật, mô Di Đà Phật. Dạ thưa sư cô, tôi muốn hỏi thăm Út Hiền à, sư cô có thể giúp giùm được không ạ? Cổ bị bệnh phổi nặng, các ni sư nói nếu cổ không cố gắng điều trị thì sẽ nguy hiểm cho sinh mạng của cổ. Sư cô ơi, bây giờ tôi phải làm sao cho cổ ạ? Thí chủ nên tìm cách thuyết phục cô Hiền nhập viện ngay, may ra còn kịp. Tôi thấy từ mấy tuần nay cổ không thể tự lo cho mình được nữa. Cô ơi, vậy con Hiền có thể chết hả cô? Con ơi, bây giờ phải sao? Cô nói nó có thể chết đó con. Sao đây con? Hả? Chuyện tới nước này rồi, mình phải gọi anh hai lên thôi má ơi. Chị mà kỳ cục vậy, đi rồi cũng thèm nói cho người ta biết tiếng nào hết trơn rồi. Đi đâu mà khóa cửa, tới đứng chờ cả tiếng đồng hồ rồi. Ê, cái gì vậy? Gì vậy? Bộ tôi tàn hình hay sao mà mấy người không thấy tôi vậy? Làm gì vậy? Mô Phật. Thí chủ có phải là... Dạ phải. Dạ thưa cô, em Hiền bị sao vậy cô? Cổ bây giờ đang bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Cổ liệm đi rồi, thí chủ nên ở lại chăm sóc cổ giờ phút này. Dạ. Thí chủ à, thân xác cổ đã bị đau đớn nhiều lắm rồi, hãy giữ những giây phút yên bình nhất cho cổ được thanh thản. Dạ, cảm ơn cô. Ôi, tại sao em lại ra nông nỗi như vậy? Em muốn dày dò anh cho tới chết hay sao hả Hiền à? Con là Gia Bảo phải không? Dạ. Không có ai hừ hử gì hết vậy? Bộ ở đây không có ai hả? Từ từ mới kiếm chuyện vui được chứ. Đi chơi đi anh, ở đây chán quá. Đi chơi đi nha. Có chỗ nào đâu mà đi, ở đây chỗ nào cũng biết hết rồi, chơi riết cũng chán. Vậy nếu có chỗ vui thì anh phải đi đó nha. Bộ em không đi chơi, em không chịu được hay sao?
Bộ em ngồi một chỗ kiến cắn hả? Vậy chứ không lẽ ở miết đây hả? Lãng nhắc. À, hay qua chợ biên giới mua đồ đi. Qua đó có gì vui? Đi, đồ ở đó rẻ bèo, đi vòng vòng cũng vui lắm. Rồi cũng có mấy sòng rô tô bầu cua nữa, vui lắm đi nha. Em đi đi, anh ở nhà. Đi mà, ở bển vui lắm á. Qua bển rồi tôi sắm cho bộ đồ bảnh luôn. Tưởng tôi ham chắc. Út Hiền, em có mệt lắm không? Em tiếp đi lâu lắm rồi. Út Hiền à, anh sợ lắm. Anh rót nước cho em uống nha. Thôi anh, anh cứ ở đây với em. Bảo, con chào ba chưa con? Rồi, con đã chào anh rồi em à. Và Bảo, nó đứng ở đây suốt trong lúc em mê mà. Em ráng mau khỏe đi. Anh sẽ đưa hai mẹ con về lại nhà mình. Chắc kiếp này em chỉ còn đi cùng anh một đoạn đường rất ngắn. Út Hiền, em phải hứa với anh, em phải đi với anh đến hết quãng đường còn lại. Đó là trách nhiệm của em. Em biết em không thể. Út Hiền, em có nói chuyện nữa mà. Mà đó. Út Hiền, anh xin đem, anh xin đem đốt Hiền. Em hãy tha thứ cho anh. Anh biết là anh đã có lỗi với em nhiều lắm. Mọi sự cũng do em nữa mà. Tại em không chịu giải thích, cứ bắt mọi người phải chấp nhận chuyện kỳ cục. Chỉ cố chấp rằng mình làm không sai. Em tha lỗi cho anh. Anh là kẻ ngu dốt. Anh lúc nào cũng phạm vô số lỗi lầm. Bảo. Dạ. Con đi ra ngoài nha con. Cho ba má nói chuyện nha. Dạ. Những ngày sống bên anh là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của em. Dù có chết đi, em cũng không hối tiếc. Út Hiền, em không được nói tới cái chết. Không ai trốn khỏi cái chết anh à. Quan trọng là em đã sống trọn vẹn cho một tình yêu duy nhất. Đó chính là tình yêu mà em đã dành cho anh. Anh xin em, em hãy cho anh cơ hội bù đắp tình cảm cho em đi. Bao nhiêu năm qua không có em, cuộc sống của anh đâu có ý nghĩa gì đâu em. Út Hiền, em không quán trách gì anh nữa đâu. Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn được làm vợ của anh. Anh yêu em nhiều lắm. Anh yêu em nhiều lắm. Em có biết không Hiền hả?
Út Hiền, Út Hiền, mở mắt ra nhìn anh nè. Những con đường phía trước, nước mắt nào rơi suốt một đời nhau. Chờ nuôi tiếc những tháng ngày vô vọng. Bảo, con về rồi hả? Không còn. Bảo. Sóng gió. Bảo. Bảo. Út Hiền ra sao rồi cậu Đông? Cô cứ ngất liệm, lâu thiệt lâu mới tỉnh lại, rồi sau đó lại ngất đi. Anh Hai à, tôi sợ quá anh Hai. Út Hiền, em tỉnh dậy nói chuyện với anh đi. Hiền ơi, Hiền. Anh Hai, anh cũng tới với em hả? Em đã lo là anh không tới kịp. Sao không tới chứ? Út Hiền là đứa em gái mà anh thương nhất, nhưng anh lại không làm được gì. Khi thấy em mình phải chịu quá nhiều đau khổ. Em biết chứ, em không giận anh bất kỳ điều gì hết. Tội cho điên điên, nó đau khổ vì em. Anh phải thương điển thiệt nhiều nha. Anh nhớ lời em dặn rồi. Bây giờ em đi bệnh viện nha Hiền. Anh với Mạnh Đông sẽ đưa em đi nha. Thôi anh à, em tự biết trong người mình, không cần tốn kém tiền bạc và thời gian. Em chỉ còn thấy một chút đau lòng. Em muốn gì? Em nói đi. Nói đi, tụi anh sẽ làm cho em mà Hiền. Em nói đi Hiền. Giờ thì em không còn mong muốn gì nữa. Em chỉ đau lòng khi thấy thằng Bảo, thằng Bảo con em, nó còn quá nhỏ. Mà em thì Hiền à, em đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Thằng Bảo nó ngoan mà. Em sợ nó lại nghĩ quẩn khi mà em. Còn thằng Minh Khoa, nó về chưa anh? Em chưa kịp hỏi thằng Bảo. Thôi đi em, nghĩ chi mấy chuyện đó vậy? Để anh hỏi cho Bảo sao. Đi ra bệnh viện nha em. Nha, đi nha em. Hiền. Út Hiền. Hiền, Út Hiền. Hiền. Út Hiền. Hiền à. Hiền. Anh đúng là vô duyên, đang chơi lô tô vui như vậy, cứ một hai đồ về. Về làm gì? Vui gì mà vui,
còn lâu mới thắng được người ta. Ở đó có 10 người mà hết 3 người là của họ rồi. Không thấy 3 người đó kinh hoài sao? Ê, xe ai vậy? Chết cha, sao không biết mình ở đây vậy ta? Ai vậy? Hay quá hả Khoa. Bỏ nhà đi để chui vô chỗ này đây nè. Ổng nào vậy con? Thằng Bảo nó chỉ ba chỗ này hả? Con có chịu về nhà học hành đàng hoàng là chưa hả Khoa? Bà nói với con quá nhiều rồi Khoa. Ngay cả má con cũng vậy. Nếu con và má con thấy được tình cảnh hiện bây giờ của dì Hiền, có lẽ mọi sự suy nghĩ sai lầm sẽ không còn nữa. Con không cần biết gì hết. Con chỉ biết á là ba không thương má, mà con thì không muốn thấy ba cứ làm cho má khổ hoài. Tới đây mọi chuyện sẽ rõ ràng, má con rồi sẽ hiểu được tất cả. Ba đi kiếm con là nguyện vọng của dì Hiền. Ba nói nguyện vọng của dì Hiền, con có hiểu không? Mày định không tới mai luôn sao? Tao đã nói mày bỏ hết đi rồi mà. Tao không chịu nổi như vậy Hiền ơi. Tao không thể. Tao đã nghĩ xấu về mày, oán hận mày bao nhiêu năm nay. Rốt cuộc thì mày đâu có lỗi gì. Hiền ơi, tao giận tao quá Hiền ơi. Gia Bảo, con của má, con của má, con biết được sự mất mát phải không con? Bảo, má muốn con phải ngoan, phải học hành đàng hoàng, nghe lời người lớn. Con phải biết yêu thương mọi người nha con. Không gì quý bằng điều đó. Dạ con hứa, con nghe lời má. Nhưng má phải hết bệnh, ở với con suốt đời nha má. Má đừng có chết. Gia Bảo à, má yêu thương con nhiều lắm. Má chưa bao giờ hối hận gì. Dạ, sinh ra con. Dẫn gái gì đây hả? Một quỷ cái, mày dám cướp chồng tao, tao đập cho mày chết. Cô là gì ở đây hả? Tôi đưa gái về nhà thì sao? Bắt mớ gì cô? Anh, đây là nhà của tôi. Anh dám lấy tiền của tôi để bao con này hả? Anh gan thiệt á. Anh đúng là đồ khốn nạn mà. Cô, ai khốn nạn? Nhà nào của cô? Cô có cần xem lại giấy tờ nhà không? Tôi đồng ý là anh đứng tên nhà, nhưng tiền là tôi đưa cho anh mà. Bây giờ thì cút liền đi, đưa con nhỏ này biến ra khỏi nhà tôi. Không biết ai mới phải là người biến ra khỏi đây. Anh nói thẳng cho chị ta biết luôn đi, còn chờ gì nữa. Đi đi, đi khuất mắt tao kể từ bây giờ. Mày nói cái gì? Đây là nhà của tao, tại sao tao phải đi? Mày có điên á thì cũng nên nhớ kỹ ai đứng tên căn nhà này. Anh đã hứa chỉ cần tôi để cho anh đứng tên căn nhà rồi anh sẽ cưới tôi.
Anh còn biểu tôi mua hết nữ trang đưa cho anh để chuẩn bị làm đám cưới. Rồi bây giờ anh... Mày nghĩ sao biểu tao cưới con nhà Trác như mày? Mày vừa ngu vừa hổn, lại có thành tích cướp chồng người ta, rồi bỏ chồng lấy trai. Mày tưởng tao điên hả? Mày biến nhanh, tao có tiếng vũ phu nhất ở đây rồi nha. Biến Biến đi. Mày đi đi. Đi đi. Chồng em giỡn quá ta. Chứ sao. Mày bị sao vậy? Sao mà ra nông nổi này hả? Con khổ quá ba ơi. Sao vậy? Mày bị cái gì vậy mén? Nó gạt con rồi ba. Nó đánh con. Nó còn đuổi con ra khỏi nhà nữa. Thằng nào? Thằng nào dám đánh mày? Thằng nào mà dám đuổi mày hả? Là nó. Ba ơi, nó biểu con mua nhà. Nó biểu con đưa vàng làm đám cưới. Rồi nó đưa con khác về nhà. Nó đuổi con đi rồi ba ơi. Nó kêu mày mua nhà cho nó hả? Rồi mày có mua không? Rồi tiền đâu mày mua hả men? Hả? Con lấy vàng của má trộn ngoài gốc khế. Trời. Con đưa nó mua nhà. Mua đủ thứ hết. Hết mấy chục cây rồi ba. Trời đất ơi. Mày giết tao. Mày giết má mày luôn rồi mẹn ơi. Ba ơi, con xin lỗi. Ba ơi, mà tha cho con một lần đi ba. Ba ơi. Mày biến đi. Mày đi. Mày đi ra khỏi cái nhà này đi. Điên cho khỏi mắt tao. Ba ơi, ba tha lỗi cho con đi ba. Mày đi ngay. Ba ơi. Mày là cái đứa phá gia chi tử. Trời ơi. Mày mà không đi hả? Là tao giết mày. Ba ơi. Tao giết mày nghe chưa? Ba. Mày đi đi. Ba ơi. Mày đi. Mày đi chưa? Mày đi. Ba ơi. Mày đi. Tao giết mày bây giờ. Mày đi chưa? Ba đuổi con đi mà ba. Ba ơi. Gì? Con nghỉ một chút, ăn cháo rồi học tiếp ha. Dạ, con cảm ơn gì. Ngồi đi con. Dì biết con thích ăn cháo thịt nên dì nấu á. Gần thi rồi, bài vở có nhiều không hả con? Con học kịp, dì đừng có lo. À, dì có chừa cháo cho anh Khoa không vậy? Có chứ, con với anh Khoa cũng giống y như nhau à. Bảo nè, con gọi gì là má không được sao? Dạ con dì không có ép con đâu.
dì muốn con gọi má là để con biết dì thương con như má hiền của con vậy. Để con không còn cảm thấy xa lạ nữa thôi. Dạ, nhưng để từ từ đi, con chỉ quen gọi má không thôi. Anh Đông. Ai đây? Em là Mén. Em là vợ của anh nè. Cô tới đây làm gì? Em nhớ anh nên em tới tìm anh. Tôi với cô không còn liên quan gì, và cũng không có gì để nói hết. Anh ơi, em biết lỗi rồi mà. Tại em hết. Em có chồng tử tế mà em ngu dại. Anh tha lỗi cho em được không? Cho em về ở lại với anh đi. Em thề em sẽ làm vợ hiền dâu Thảo. Anh. Cô làm được chuyện đó sao? Em làm được mà. Anh muốn em làm cái gì em cũng làm được hết. Trễ rồi. Cô đi đi. Đi mà kiếm những gì cô thích. Em không thích gì ngoài việc làm vợ anh hết. Anh cho em cơ hội đi anh. Dù sao mình cũng từng là vợ chồng mà. Em sẽ hiếu thảo với ba má. Còn Như nó muốn cái gì em cũng chịu hết. Anh hứa đi. Anh cho em về lại đi anh. Thôi, cô đi đi. Một thây ma như tôi không có khả năng làm chồng của ai đâu. Anh. Hôm nay là ngày vui của gia đình. Nếu em còn sống, anh chắc chắn là em còn vui hơn mọi người nữa đó. Hiền ơi, chắc mày đang tự hào lắm phải không? Con trai gia bảo của tụi mình là học sinh xuất sắc, được dự trại hè quốc gia. Tao vui lắm. Mày vui chứ? Tao biết mày luôn ở bên cạnh con mình mà. Phải không Hiền? Em nhìn đi Hiền, Gia Bảo bây giờ nó chững chạc hơn nhiều rồi. Bây giờ cô đi tới đâu, người ta cũng nói là con trai của Út Hiền học giỏi, ngoan ngoãn, dễ thương quá ta. Anh biết ở một nơi nào đó em luôn dõi theo con, phù hộ từng bước phải không em? Anh, em nhớ con Hiền quá. Anh Bảo, con nói gì với má đi con. Má, con có tội với má. Lúc má còn sống, má cực khổ vì con, nhịn đó để cho con no. Vậy mà lúc nào con cũng nhận giỏi, cũng khó chịu, rồi bỏ học đi chơi, làm cho má đau khổ. Thôi mà con, trong ngày vui con đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để cho má vui lòng. Con muốn người ta khen con trai của má giỏi như má vậy đó. Má Hiền, bây giờ má không chỉ có mình em Bảo mà còn có con nữa nè. Má đừng lo, con sẽ luôn thương em, với lại con sẽ không để ai bắt nạt em con đâu. Thôi, hai con xá má đi. Dạ. Yeah.
Đang nghĩ tới người ta phải không? Đâu có, em đâu có nghĩ tới ai đâu. Đừng có giấu, nếu mà có thương anh thiện thật á thì cứ ngỏ lời với anh một tiếng đi. Theo như anh biết á, anh Thiện đã lấy bằng tiến sĩ ở nước ngoài về, nhưng vẫn chưa có người nào ở bên cạnh đâu. Em còn cơ hội đó. Thiệt vậy hả anh hai? Sao chị ra nông nổi này? Cô kể tôi đi, tôi đang trả nợ. Có kẻ son nào đẹp đẹp cho xinh, tôi xài hết rồi. Tôi đi chợ không có đem theo son. Chị cầm đỡ chút tiền, muốn mua gì thì mua. Cô không ghét tôi hả? Cái tội của tôi với chị nặng như nhau. Giờ nhìn chị đang trả giá như vậy, tôi cũng đang nghĩ tới lượt tôi. Mà giúp cho chị được cái gì cũng là cách tôi chuộc lại một phần nào tội lỗi của mình mà tôi đã lỡ gây ra cho người vô tội. Chị định đi đâu vậy? Về nhà đi chị. Tôi không dám về. Ông già ông đuổi tôi đi rồi. Lúc mà ông biết tôi ăn cắp vàng bạc của ông, ông dứt khoát không cho tôi về nhà nữa. Chị về Long Xuyên đi chị. Không cha mẹ nào bỏ con đâu. Chị Tám. Chị Tám, chị lại đây, chị ngồi với tôi một chút nha. Ngồi xuống đây. Lâu rồi mới nói được một câu nhẹ nhàng ha. Hôm rày chị đi đâu mà em không thấy chị? Có đi đâu đâu. Ở dưới bè lo đám giỗ cho ổng. Có ai xuống dưới đâu mà thấy. Nhà này quá đủ chuyện để lo rồi, tôi làm phiền chi nữa. Chị Tám à, ba thằng Đông muốn đưa vợ chồng Hai Khang về với con của nó, chị thấy làm sao? Tôi được hỏi ý kiến hả? Hỏi thì nói nha, thấy cái gì phải thì cứ làm, đừng ích kỷ như bao năm qua. Làm tôi cũng chịu đựng theo. Đúng là tôi ích kỷ thật, nhưng mà tôi ích kỷ cho con cái, cho cái gia đình này, chứ đâu phải cho riêng tôi đâu chị Tám. Chị biết rõ mà, chị còn biết nhiều chuyện nữa. Sao tôi là em chị, không bao giờ chị cho tôi biết hết vậy? Có cái nên, cái không nên. Cái gì phải, cái gì không phải.
đâu có ép tôi được. Vậy đó, có những chuyện coi như tôi đồng lõa, không bên này cũng bên kia. Bởi vậy, mỗi lần tôi tới chỗ cháu dâu vắn số của tôi, kêu nó uống rượu với tôi, nó không chịu uống. Hình như nó cũng giận tôi hay sao. Chị Tám à, bây giờ tôi ân hận lắm chị à. Cũng trễ rồi, nên còn lại cái gì thấy đúng thì làm đi nha. Chị Tám, tôi chưa nói hết mà, chị đi đâu vậy? Riêng tôi cứ để nguyên vậy đi, để tôi lo cho tôi được rồi. Bảo. Dạ. Nè, nhận túi đi con. Đã nha. Con cảm ơn ba. Lên đi con, từ từ. Lên đi con. Gì đổi cho? Lên đi con. Thôi lên luôn nè. Thưa má con đi. Bye bye má. Đi cẩn thận. Đâu, cá ăn gì con? Giật cái kiểu đó làm sao mà dính. Má. Hử? Má tính đi đâu vậy? Má muốn qua thăm thằng Bảo. Má à, má lại đó, người ta lo là má đưa nó về, người ta không thích đâu. Con sợ là không tiện đâu má. Không ưa cũng phải tới. Má nhớ thằng Bảo quá con ơi. Con biết, nhưng ngày anh hai cũng không dám tới kiếm nó. Ba dặn mình đừng có gây thêm chuyện gì rối rắm nữa, rủi có gì không hay. Má. Ừ? Thằng Gia Bảo nó đi dự thi toán toàn quốc rồi, chắc hôm nay chưa về đâu má. Cái gì? Nó đi tới đâu lận? Nó đi một mình sao? Nó đi với thầy cô mà, xong rồi về. Để con tới trường hỏi thử là biết liền. Ừ. À, con có tính khi nào qua đó năn nỉ nó về đây không hả Đông? Anh ơi, xong chưa? Xong rồi mà. Thiệt tình, nguyên đêm em cứ nhằn anh, không có ngủ nghỉ gì được hết á. Bây giờ đi nè, anh sợ em luôn rồi đó. Kìa, nó về kìa. Dạ con cảm ơn chú. Ba, gì? Ba gì ơi? Con. Thưa ba, thưa gì? Đây đây. Đây con. Vô đi. Đó, anh đã nói là nó sẽ về mà. Dì ơi, con đi xa, con nhớ dì nhiều nhất. Dì cũng nhớ con nhiều nhất. Ba, dì ơi, đây là bằng khen con muốn dành tặng cho má này của con. Con xin phép ba với dì cho con thăm mộ má con một chút nha. Má ơi, con đoạt giải rồi má ơi. Ba. Dạ bà, xuống đây cho bà.
cho xuống đây đi. Má, con muốn má thấy cái này. Má có vui không? Má vui nghe má. Má ơi, con nhớ má lắm. Má cực khổ kiếm tiền cho con đi học, con lại bỏ học, bỏ má đi trong lúc má bệnh. Má ơi, má tha tội cho con nha má. Má nhìn thấy con như vậy má vui lắm. Con biết không, con là đứa con được sinh ra trong tình yêu của ba má. Để có được con, để tặng cho ba món quà vô giá này, ba đã không tiếc hy sinh cả cuộc đời của mình. Ba, má hay nói con được sinh ra từ tình yêu của ba má. Nhưng lúc đó con không hiểu, con không biết gì hết. Tất cả, và tất cả đã trở thành ký ức không bao giờ quên được trong cuộc đời của ba. Bảo à, vậy mà ba đã phạm một cái tội tày trời. Ba đã không tin vào tình yêu tinh khiết mà má dành cho ba. Bi kịch bắt đầu từ niềm tin. Niềm tin của ba bị khuyết tật. Ba đã mất má con. Cái giá đau đớn nhất trong cuộc đời của ba. Ba, ba đừng có khóc. Ba đừng buồn nữa nha ba. Ba, con nghe ba nói nè, con có tha thứ cho ba không? Ngay khi rời bỏ cuộc đời này, Út Hiền vẫn để lại cho cậu một gia bảo vô giá. Bay cười được rồi phải không Hiền? Số bay khổ quá mà. Tao biết hết. Tao đã sai lầm, che giấu sự thật, khiến mọi chuyện nó tan nát. Rồi tới phiên bay, tao thấy người ta sai mà tao không dám cản. Vì tao hèn nhát, tao bất lực, mà phải đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bảo à, có lẽ bây giờ má con đã vui. Tất cả chuyện xưa cho vào quên lãng được rồi. Con là con, là cháu, nên có bổn phận về ở bên cạnh ba, cạnh nội.
má con là người hiếu thuận, con đừng có nên phụ lòng má con ở điều này. Con có biết không Gia Bảo? Ba, trước khi về với nội, con muốn làm một chuyện. Con nói đi. Chuyện gì miễn hợp lý, ba sẽ chấp nhận liền. Con muốn gọi dì Điển là má. Má, má của con. Qua đây với má con. Con của má. Hiền ơi, anh mang ơn em suốt đời này. Em đã mang cho anh cuộc sống và cả tia hy vọng. Chính em, không là ai khác. Dù bây giờ em đã đi rất xa, nhưng những người thân yêu ở đây vẫn sẽ mãi nhớ tới em, vì em đã để lại cho tất cả mọi người một nghĩa cử đẹp, một tình yêu sâu đậm, sự hy sinh và cả nụ cười vô giá. Má, má ơi. Chuyện gì vậy hả? Thằng Bảo nó chịu về nhà rồi. Má đang nằm mơ hay thiệt? Con nói thằng Bảo nó chịu về nhà này sao con? Dạ, còn một tin vui nữa má. Hả? Thằng Bảo được công nhận là học sinh xuất sắc toàn quốc. Con mừng quá má ơi. Mô phận. Má, vậy là cục đá treo trong lòng của má được gỡ xuống rồi. Má mừng không má? Ừ, má mừng. Mừng chứ sao không con. Trời đất phù hộ mà. Mà không, chắc là linh hồn của con Hiền, nó trên trời linh thiêng, nó phù hộ. Nó mất đi nó còn không quên cái gia đình này. Hiền ơi, má cảm ơn con. Ờ, anh hai, vậy nó kêu em bằng cô ba hay cô Út anh hai? Con nhỏ này quýnh lên hỏi anh câu trước quốc. Má, trôi vào giấc mơ. Con yêu nhau. Kính thưa ông bà tổ tiên dòng họ, hôm nay là ngày lành tháng tốt, cũng là ngày chính thức nhìn nhận Gia Bảo Minh Khoa. Hai đứa sẽ trở thành cháu đích tôn của dòng họ nhà mình. Xin ông bà tổ tiên hãy phù hộ cho hai đứa, sau này tụi nó được con đạt cháu đóng, gia đình thuận hòa, hạnh phúc mãi mãi. Gia Bảo nè. Dạ. Nội cảm ơn con đã chịu tha thứ và quay về với nội. Nội vui lắm con biết không? Khoa, qua đây với nội. Dạ. Hai đứa con đều là huyết thống của nhà này. Từ bây giờ, nhà này, gia sản này là của tụi con. Hai đứa có bổn phận học hành cho thật giỏi, để lớn lên mà nhận lấy trách nhiệm, để quán xuyến mọi thứ trước ông bà cha mẹ đó. Dạ. Dạ. Con nè,
ra đây. Còn á, nhìn lên ha, ra mắt ông bà nghe. Dì còn nói cái gì với ông bà đi ha. Để đôi ta mãi mãi thuộc về nhau. Tình yêu dẫu trong ta là nước mắt. Anh nói đi. Tình yêu giữ trong tim bao nỗi buồn. Vẫn nhớ nhau em ơi, vẫn nhớ tìm nhau dạ. Mưa chiều tụi con xin nghe lời ông bà nội. Tụi con còn nhỏ, không có biết gì đâu. Con muốn bà Đông và cô Như làm đi. Hai anh em tụi con còn phải học cái đã. Đúng không Gia Bảo? Dạ. Tình yêu anh, tình yêu giữ trong tim bao người. Vẫn nhớ nhau em ơi, vẫn nhớ nhau. Tìm nhau ta tìm nhau giữa cơn mưa chiều mất lối. Tìm nhau ta tìm nhau biết yêu thương rồi sẽ về bên nhau mong ngày sau.